Trình bày sự hình thành ion lithium. Cho biết ion lithium này có cấu hình nó tròn của khí hiếm tương ứng nào. Rồi ok ha, chúng ta đọc đề trong phần mô tả. Ở đây thì mình viết cấu hình nó tròn của thằng này ra. Bất kỳ cái câu nào mà khi nói về cái liên kết hóa học thì chúng ta phải biết được cái cấu hình nó tròn. Không biết được cấu hình nó tròn thì gần như chúng ta sẽ không làm được về cái hình thành cái liên kết hóa học của tụi này. Được chưa? Sẽ hình thành ion lithium đúng không? Rồi Li, về mặt nguyên tắc Li thì chúng ta có số cầu tông của nó rất là easy ha, rất là nhỏ, số cầu tông là Z bằng 3 thôi. Vậy là 1S2, 2S1. Được ha. Thì cái khí hiếm gần thằng lithium nhất á, lithium này á, thì khí hiếm gần nó nhất chính là thằng helium. Vì lúc này á nó có cái electron lớp ngoài cùng lớp thứ hai của nó này, chỉ có 1E thôi. Do đó nó có xu hướng trừ đi 1E này để biến thành cấu hình E là 1S2 bền vững. Rồi đây là cấu hình của helium. Nha, đó là He, lưu ý nha, này dấu trừ nha, tôi quên ghi đấy, ghi dấu trừ gần hoàng, dấu trừ ghi bằng mực xanh cho chúng ta thể hiện cái sự quan trọng của nó là trừ đi 1E nha. Rồi và đây là cấu hình khí hiếm của helium. Rồi vậy thôi ha. Và đề chúng ta hỏi là cho biết ion lithium này có cấu hình E khí hiếm nào, chính là cấu hình E của helium ha, là 1S2.